Và mấy bạn nào mà là một newbie, mấy bạn có thể là xài cái con này chỉnh mod B hoặc là mod standard. Đây, mình sẽ test thử cho anh em. Hiện tại là mình sẽ cho anh em so sánh về tất cả các mod ha. Hồi hôm qua mình chạy mod B là cái mod là yếu nhất. Ha. Mod này hiện tại là mod A nè, bây giờ mình chỉnh qua mod B ha. Mod B là cái mod yếu nhất. Để các bạn coi thử cái ống ga ha. Rồi ok, hello 500 anh em. Chào mừng anh em đã đến với một channel nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 679 các bạn. Chứ bạn em đây là con MT09. Mẫu này là mẫu cũ, mẫu này là mẫu 219, 218, 220. Thì cái con này mấy bạn cũng biết rồi. Về phần giá cả thì nó là một con xe siêu bét trong mức giá không cần phải bàn. Về mặt mà gọi là thẩm mỹ, nó cũng là một con xe trong phân khúc gọi là trong top, gọi là top là siêu đẹp ha. Rồi về mặt công năng hiệu năng, nó cũng là một con xe khá bền và khá là trâu bò. Và con xe này nó cực kỳ mạnh mấy bạn, rất mạnh. Như các bạn cũng thấy trên cái màn hình của các bạn, tất cả những cái món đồ chơi công năng hiệu năng ABCD các thứ trên con xe này nó gần như là hoàn thiện 70%. Nó chỉ còn thiếu cái gì? Nó chỉ còn thiếu dĩa trước heo, dĩa sau heo, còn những thứ còn lại là coi như là gần đủ hết rồi. Và cái mà không thể thiếu trên cái con xe MT09, cái SIDA nhất ở trên MT09 đó là cái gì mấy bạn? Cái phần phuộc trước, cái phần phuộc sau. Nhưng mà cái phần phuộc sau thì anh chủ xe anh đã cải thiện thành cái phuộc Olin TTX GB. Cái TTX GB nó không giống bản thường là nó đã có cái núm chỉnh điều bao ở dưới đằng sau ha, là có bình dầu là núm chỉnh điều bao dưới đằng sau là bản GB. Còn cái bản thường thì nó chỉ có cái phuộc không à. Rồi nó có một bản nữa, nó có một cái bình dầu rời, nó có một cái núm rời nữa. Rồi con này nó lên khá là đẹp mấy bạn. Kính MRA thì cái này đợi mình vô cái bộ kit trước đi, mình sẽ mượn chủ xe quay review cho anh em coi. Vậy là đây là một trong những con MT09 mà lên cái kính gió MRA đầu tiên mà mình đã được chạm khắc ha. Đây, nguyên cái bộ kit của Olin là nó bao gồm cho anh em là nguyên cái bộ ruột. Đây là cái bộ ruột. Và cái bộ ruột này nó cực kỳ giá trị ha. Mấy chục chai đó, chứ không phải rẻ đâu. 30 triệu cho bộ cuộc tình đó. Hiện tại là còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu, chưa có tháo ha. Đây là nguyên bộ ruột mới. Còn cái này là cặp lò xo. Giờ chuẩn bị mình sẽ vô cái bộ ruột cho cái con MT09 này. Thì cho chủ xe trải nghiệm đi. Rồi lúc đó mình sẽ cho anh em một cái lời bình công tâm nhất là thử coi MT09 vô cái bộ kit lò xo với lại bộ ruột thì nó sẽ ổn hơn là nguyên cái phuộc zin hay không. Chứ còn riêng về cái phuộc zin của MT09 thì mình thực sự mà nói nó hơi yếu. Mấy bạn mà chạy lên khoảng tốc độ 100-230 mấy bạn sẽ cảm thấy rất rõ rệt, nhất là ra mấy cái gờ nó nhúng rất là nhão mấy bạn. Con này lên quá nhiều đồ chơi anh em. Trời đất, Mubo, kính gù Paracuda, cùm côn, cùm thắng, nói chung là rất rất là nhiều. Con này hầu như là lên gần như full. Bô này chơi bô full system, racing line. Còn thiếu cặp heo trước heo sau nữa là chuẩn chỉ ở mặt trời luôn. Rồi, ok, giờ mình chuẩn bị mình vô mình xét cái phuộc nha. Để mình dắt cho nó ngang lại. Bên kia nắng quá. Yeah yeah. Rồi, những câu nói cũ các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Và mình là Mr. Ken 679 các bạn. Thì cái con này mình đã set xong cái phuộc, cái bộ ruột Olin cho con MT09. Cái phần thân, chứ là cái phần ti chân phuộc là vẫn là zin MT09 nha. Chỉ có những cái thay đổi bên trong của nó là bao gồm lò xo, nguyên bộ bít tông, với lại cái núm chỉnh phuộc ở trên đầu là của Olin. Nói chung là nguyên cái bộ ruột ở trong, tâm hồn là của Olin mấy bạn. Còn thân xác ở ngoài nó là của zin MT09, là của KB ha. Thì cái con này mấy bạn có thấy rồi, tất cả những cái món đồ chơi ở trên xe nó rất là nhiều tiền, bao gồm cùm côn, cùm thắng,
bô, rồi phuộc sau, rồi kiến chiếu hậu, tất cả là đều là hàng real hết mấy bạn. Thì cái con này chủ xe người ta rất là chăm chút, người ta sẽ đáp sẵn hết rồi. Mình thì mình chỉ có order về với lại mình set cái bộ phuộc ô liền cho anh trai thôi, còn đồ chơi trên xe nó đã có sẵn hết. Thì cái tính tổng tiền đồ chơi ở trên xe mấy bạn nhìn thấy nó đơn sơ đơn giản vậy thôi, nhưng mà để làm một con xe thành hình thì đanh quanh đâu đó nó cũng phải là gần 100 triệu. Phải 100 triệu mấy bạn nhìn thấy không, 100 triệu nó cũng khá là lớn. Các bạn có thể quy ra, các bạn có thể mua được con KTM đúc 390 mẫu cũ, có thể mua được Ninja 400, có thể mua được Yamaha R3. Có nghĩa là cũng được một con phân khối lớn trong phân khúc tầm chung chung, nhưng mà nó chỉ đủ vài món công năng hiệu năng cơ bản cho một con xe phân khối lớn, gọi là thuần phân khối lớn thôi ha. Cái con này hiện tại là cái bộ kit ruột này là bộ new, mình set cho ảnh là từ cân nặng là khoảng tầm từ 70 cho tới 75 kg. Mình đã set cân nặng theo cái form của mình, nên là mình không biết là anh chủ xe ảnh bao nhiêu ký. Thực tế mình chưa gặp mặt anh chủ xe luôn, mình không biết ảnh bao nhiêu ký. Tới tối hôm qua anh mới điện cho mình, ảnh mới nói là ảnh là 76 kg. Thì ok, anh set là từ 70 tới 75 kg, 76 kg là ok trong cái phân khúc chuẩn chỉ. Thì cái này thực tế là mình có cái đia tốt, và như vậy ở bên kia cái seller người ta cũng đang muốn xả hàng, nên là mới có cái đia tốt như vậy. Thực tế mà nói hiện tại bây giờ mấy bạn có thể coi cái link ở bên trên ha, nguyên cái bộ kit ruột ô liền chưa bao gồm thêm bình dầu gì hết thì nó loanh quanh nó khoảng tầm là 1.200 đô. Nếu mà ship về tới Việt Nam luôn, thuế luôn tất cả các thứ thì nó rơi vào khoảng tầm 30 triệu. Trong cái đia này mình bán cho anh chủ xe loanh quanh nó khoảng tầm chỉ có 20 triệu, là chưa bao gồm phí thay dầu set phuộc nha anh em. Phí thay dầu hiện tại dầu phuộc mình đang xài ở trên xe là dầu phuộc của thằng iBon, và cái chi phí tháo ra thay full hết dàn dầu phuộc với lại set phuộc thì loanh quanh nó khoảng tầm là 2.6 triệu cho một cái option giống như vậy ha. Còn phốt phiết là mình vẫn giữ nguyên cái này, xài dầu phuộc của iBon. Quan trọng là ở bên thợ ở bên kia người ta vô cái dầu phuộc gì thôi, thì còn mấy bạn mà vô dầu phuộc của Ulin nó sẽ mắc hơn nữa, không, mấy bạn vô dầu phuộc của Ulin nó sẽ mắc hơn nữa. Cái set này lâu lâu á thì mình có săn sale, thì quan trọng là cái web bên kia người ta có cái đi nó giảm giá thì mình mua về mình chữ cho vui thôi. Chứ còn thực tế mà nói, tất cả những cái link khác người ta không có săn sale á, nó vẫn là giá cũ. Cái giá một cái bộ kit ruột cho cái thằng MT09 này nó rơi vào khoảng tầm gần 30 triệu nếu mà mấy bạn ship về Việt Nam. Còn cái bộ ở trên xe mình bán khoảng tầm 20 triệu thôi. Là new nha anh em. Nếu mà cái này thì mình đã, hôm qua mình đã chạy mình test một vòng phạm đồng rồi, thì về cái phần phuộc nó ổn áp, nó ok hơn phuộc zin khá là nhiều. Thứ nhất là đi, mấy bạn lên tốc độ cao mấy bạn chạy khoảng tầm 100-101, cái đầu nó không có bị bay, nó không có bị bơi, nó không có bị trao, và nó nhúng rất rebound chảy về rất là im mấy bạn ha. Cái này nó chỉ dạo cái mấy bạn có thể chọn vài cái option cho mình. Một là khoảng tầm 30 triệu mấy bạn có wheel bộ kit ruột của thằng MT09 thả vô là lip and lay. Còn cái thứ hai mấy bạn có thể kiếm những cái phục Ulin tháo xe, giá nó cũng sẽ rẻ. Nếu mà giống như cái thằng này thì mấy bạn có thể vô được cái phuộc của thằng MT10, Ulin của MT10 hoặc là Ulin của GM675 thì nó vẫn có những cái setup cho mấy bạn gọi là công năng hiệu năng nó chuẩn chỉ. Nhưng mà những cái cây đó thì nó sẽ dao động, nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 35 cho tới 42 triệu, tùy theo cái hiện trạng. Và mấy bạn khi mà mấy bạn vô cái nguyên cái thân phuộc Ulin thì nó sẽ làm lại cái chẳng ba trên dưới, hoặc là mấy bạn mua một cái chẳng ba của MT10 mấy bạn làm lại cái cốt mấy bạn thả vô. Chứ còn mà chẳng ba trên dưới của cái thân phuộc zin á, nó sẽ nhỏ hơn là Ulin, nó không bự bằng. Mà mấy bạn đi vớt cái này sợ nó mỏng cái nhôm quá, nó không có ok. Nếu mà mấy bạn chạy tốc độ cao nhiều khi sụp ổ gà rồi các thứ á, cái nhôm nó quá mỏng, nó sẽ không đáp ứng được cái độ an toàn cho cái bộ chẳng ba của mình. À mấy em lưu ý ha. Rồi về cái phần set phuộc thì loanh quanh luôn tiền thay dầu, set thuộc đồ các thứ thì nó rơi vào khoảng tầm 23 triệu đi. Đó là về cái phần phuộc mà mình làm thì cái chi phí nó sẽ rơi vào khoảng tầm 23 triệu là xong xuôi hết rồi, không còn cái gì để bàn. À, rồi cái phần đồ chơi ở trên xe thì anh chủ xe đã xin sẵn rồi. Cái con này đang lên cái tay RCS 15,
mình khơ tay cọt xa cô ta 15, mình không hiểu vấn đề tại sao mà ảnh lên cái tay 15, mình vẫn chưa hiểu lắm. Tệ nhất, hai con heo này phải đi cái tay cọt xa cô ta 17 là tệ nhất. Thì nếu mà cái tay 15 á, mấy bạn bóp nó sẽ không có căng pedal, nó sẽ hơi nhúng sâu. Nói chung là mấy bạn cảm giác bóp nó sẽ mềm nhưng mà nó sẽ hơi lún sâu, nó không có cảm giác ok lắm. Nếu mà chuẩn nhất đi hai con heo này thì mình sẽ đi cái cùm 17 hoặc là cái cùm Gear Speed 18 ha. Còn mấy bạn muốn cứng tí xíu thì các bạn có thể đi cùm 19. Chứ còn mà đi cùm 15 thực tế mà nói nó hơi yếu so với lại cái cặp heo trên xe MT09. Và cái con này hiện tại mấy bạn có thấy được à, cái cùm cọt Sakota, mấy bạn đừng có nghĩ là vô một cái cùm đồ chơi xịn nó sẽ bóp nó ok. Phải tùy, nó sẽ đi theo cái cùm lê của nó mấy bạn. Có nghĩa là mấy bạn sẽ đi theo cùm, mấy bạn sẽ đi theo heo, mấy bạn sẽ đi theo dĩa. Hiện tại cái con này bóp nó vẫn bị sốc. Có nghĩa là khi mà các bạn không đi heo, không đi dĩa, chỉ có đi cùm không, mấy bạn đi thì nó thắng, nó ngon hơn cái thằng Jin tí xíu thôi, khoảng được 20%. Nó không có bị giật gấp. Nhưng mà đối với thằng này thì nó vẫn là có cái độ giật nhẹ. Nếu mà mấy bạn lên luôn cái con heo CU4RS cặp thêm cái dĩa Rambo thì mấy bạn thắng, cái cảm giác nó sẽ dịu hơn nhiều. Nhưng mà với điều kiện đi cái cùm 17 nó sẽ ok hơn, ok hơn là cái cùm 15. Hiện tại trên xe đang đi cái cùm 15. Một cái cùm 15 new giống vậy nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 7 triệu 3 nè. Rồi cái cùm côn hiện tại là anh chủ xe đang đi cái cùm côn là của thằng Akosato, cùm côn dây. Cùm côn này là cùm 24 chứ không phải là cùm 29 giống như tất cả những cái bản hiện tại đang có trên thị trường. Như tất cả các bản hiện tại đang có trên thị trường giống như là cùm Bonambc, giống như cùm Gaspeak, giống như cùm CRG, tất cả đều là cùm 29. Riêng thằng Accord là nó xài cùm 24. Cùm này hiện tại bây giờ new nó rơi vào khoảng tầm là 3.950.000 một cái cùm Accord Sato. Cặp kiến anh trai đang sử dụng là cặp kiến gù của các dòng xe thường gắn, mấy bạn có thể thấy được hay gắn trên những cái dòng xe Lexus. Cái này của hiệu Paracura, một cặp này cũng gần 5 triệu các bạn ha, một cặp này nó cũng gần 5 triệu. Các bạn sơ sơ các bạn tính mẫu mã giúp mình ha. Cặp đèn tun, cặp này là cặp KZ40, cái này của thằng Kenzo. KZ40 thì một cặp này nó rơi vào cũng khoảng tầm là 3.500.000. Rồi cặp chống đổ thì cũng khoảng tầm là 2.3 triệu. Xi nhanh trước sau đang sử dụng xi nhanh nút áo của thằng Moto Gadget. Trước sau thì nó cũng phải gần 8 triệu cho một bộ xi nhanh trước sau. Nếu mà giống như mình thì mình lên cái xi nhanh cái bản mà giọt nước á, nhìn nó sẽ hổ áo hơn, nhìn nó sẽ đầy đặn hơn. Nút áo thì nhìn nó gọn nhưng mà nhìn nó giống như cái đồ chơi quá. Tùy theo mỗi người có một con mắt thẩm mỹ khác nhau. Và anh trai này ảnh lên đồ nó khá là liền lạc ha, rất là thẩm mỹ. Bình dầu đang sử dụng là cái bình dầu AMM. Bình này new thì cũng khoảng tầm gần 3 triệu mấy bạn. Bát là bát Rizuma. Trợ lực đang sử dụng là trợ lực của thằng Mubo. Bát này là bát CNC của Taobao ship về, này là của Trung Quốc á. Full bộ này với lại bát luôn thì lanh quanh nó khoảng tầm là 10 triệu. Phuộc sau đang sử dụng là cái phuộc của thằng Olin TXGB. Thì nó sẽ có một cái bình dầu với lại một cái núm chỉnh rebound nó nằm ở dưới. Full một bộ giống như vậy new thì nó về tới Việt Nam nó lanh quanh nó sẽ rơi vào 32 cho tới 33 triệu. Tùy theo đơn vị người ta order, người ta tính cái tỷ giá cho anh em. Cái con xe này thì mấy bạn cứ tính mà ngoài giúp mình, chưa tính cái bô nữa. Bô này là cái bô của MT09 luôn và nó nghe tiếng rất là lực mấy bạn. Này là cây AK Racing Line cộng với lại cái bộ cổ. Full cái bộ này thì cũng khoảng tầm 30-30 mấy triệu các bạn. Và cái MT09 là một trong những cái con xe mấy bạn có thể biết được là nó rất là đáng chơi. Đáng chơi ở ba cái chế độ. Một cái thứ nhất là về cái mức độ thời trang. Cái thứ hai là về mức độ bền. Và cái thứ ba là nó mạnh. Và cái giá của nó cực kỳ dễ cho anh em tiếp cận. Hiện tại xe mới bây giờ, hiện tại xe mới ha, mẫu cũ thì nó rơi vào khoảng tầm 325 cho tới 335 triệu tùy theo đại lý bán. Và cái giá nó rất là dễ anh em tiếp cận và con xe này nó chạy rất là mạnh. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là phục trước phục sau nó khá là yếu. Và mấy bạn nào mà là một new buy, mấy bạn có thể là xài cái con này chỉnh mod B hoặc là mod standard. Đây, mình sẽ test thử cho anh em. Hiện tại là mình sẽ cho anh em so sánh về tất cả các mod ha.
Hồi hôm qua mình chạy, mình chài mod B là cái mod là yếu nhất ha. Mod này hiện tại là mod A nè, bây giờ mình chỉnh qua mod B ha. Mod B là cái mod yếu nhất. Để các bạn coi thử cái ống ga ha. Cái ống ga đi, nhưng mà cái ga nó tám xuống cái bếp phun á, nó khá là chậm, thấy không? Nó không có tắp liền. Nó khá là chậm. À. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mod standard ha, là cái mod trung bình đó. À. Nó nhanh hơn tí xíu, nhưng mà nó vẫn hơi chờ. Nói chung mấy bạn đi trong phố á, mấy bạn chạy mod standard là ok rồi. Còn chạy cái mod B á thì cho mấy bạn mà gọi là chưa bao giờ mà chạy phân khối lớn luôn á thì tập thì ok. Chứ còn mà chạy mà cái chạy mod B mà những người ta chạy thuần rồi á, nó hơi bị chán, tự nhiên nó táp ra rất là chậm. Bây giờ mình sẽ qua cái mod A, là cái mod A là cái mod mạnh nhất trong cái dòng MT. Đây. Mấy bạn chỉ cần nhấp vô cái tay ga thôi là bắt đầu là xăng nó sẽ táp liền các bạn. Thấy không? Mod A là cái mod best nhất ở trên cái con xe này. Và đây là một trong những con MT09 mà gắn cái kiến MDA mà đầu tiên mà mình đã thấy các bạn. Nhìn nó rất là hầm hố luôn. Thay vì mấy anh em trước là hay gắn cái mão nó bằng sắt ôm sát vô trong cái đầu đèn, thì cái này thì nó sẽ đưa cái đầu ra ngoài. Nhìn nó sẽ quậm hơn, giống như MT10 các bạn. Nhìn cái đầu nó sẽ trâu hơn. Thì cái con này mấy bạn cứ nhẩm chi phí gì giúp mình. Nội là phục trước phục sau nó rơi vào cũng khoảng tầm là 60 triệu. Rồi xi nhan nó rơi vào khoảng tầm 8 triệu là hết 68 triệu. Cùm côn, cùm thắng, trợ lực nó sẽ rơi vào 20 triệu nữa. Là hết 88, gần 90 triệu rồi. Bô nữa. Cái con xe này mà mấy bạn tính hết đồ chi tiết nó phải rơi vào 120 mấy, 130 triệu mới thành hình một con xe giống vậy. Là bằng một con KTM đúc 390 mẫu 219-220 rồi ha. 130-140 mấy bạn có thể mua được một con đúc 390 mẫu mới rồi. Rồi. Thì con này để chủ xe chạy cảm nhận thử cái bộ kit phụ, thì cho anh em một cái cảm nhận trực quan nhất về một cái bộ kit của Ulin. Ulin thì nó là một trong những cái thương hiệu mà quá là best đối với anh em chơi xe rồi. Không cần phải nói về cái chất lượng, không cần phải nói về cái mẫu mã nữa ha. Rồi, các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe, độ xe hay mua đồ chơi gì cứ alo cho mình 0903 678 978, gặp Mr. Ken để giải quyết nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt.